Tiếp tục từ ngày hôm nay, em Lê Hương lại về thêm một chiếc xe đến từ thương hiệu Toyota nổi tiếng nhé. Toyota Vios đời 2020. Các bác ơi, đời 2020 ạ. Bản G, số tự động đẹp, tư nhân một chủ nhé. Lăn hãng từ đầu đây các bạn, tư nhân một chủ luôn. Bác nào đang thích và với cái tầm tiền trên 500 muốn mua một chiếc xe Toyota Vios thì hôm nay em Hương có nhé, đời cao. Tất cả zin đét theo xe và em này là form mới rồi. Các bác nhà mình đang thích dòng xe Toyota Vios và tìm đời cao thì để ở lại đây. Chấm một chấm vào đây, để lại số điện thoại, kết nối Zalo để em tư vấn hỗ trợ này. À, em này thì lên pha bi cầu này, đèn gầm cũng là bi cầu này, có giải đèn led này. Mặt độ ga lăng, à mặt ga lăng của em nó nhé, là đợt này là form mới rồi nên là cái mặt ga lăng quá là chất các bác nhìn này. Zoom cận cảnh các bác nhìn. Tất cả những thanh gió này, ốp chrome sáng này, mặt ga lăng này. Một dải đèn led siêu chất luôn. Có thể nói là Toyota có thể cải tiến rất là nhiều đúng không ạ? Toyota cải tiến rất là nhiều trong về cái phần form dáng. Chất lượng thì đứng đầu thị trường rồi, nhưng về form dáng thì nhà thiết kế đã thiết kế thêm, có thể nói là nhà thiết kế của Toyota đã tìm một cái trẻ trung hơn, năng động hơn rất là nhiều. Một dàn lốp theo xe, phanh ABS chống bó cứng an toàn. Nói chung là chỉ bàn về giá thôi nhá, trên 500 triệu. Số tự động đẹp, xin nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm tháng 5 2023. Phim cách nhiệt chống ồn, giảm tiếng ồn dán rồi. Ốp mạ chrome cao cấp, xịn sò luôn. Zin không khác gì xe mới. Và em cũng bật mí thêm một chút này, em này đây. À, em bác đấy là một nhân viên y tế nhá. Nhân viên y tế, em xin phép được che tên bệnh viện đi. Nhân viên y tế này. Ghế da cao cấp lên đời xe 7 chỗ Fortuner lên bán lại. Em này hơi nhỏ so với gia đình bác đấy ạ. Trần nỉ zin. Cái bộ trung tâm điều khiển của xe em cũng mê cơ. Hôm nay em sẽ quay thêm một kiểu khác nhé, không quay lần lượt nữa mà em có thấy cái nào thích thì em quay thôi nhá. Màn hình xịn này, trung tâm điều khiển các bác nhìn này. Gió này, các phím bấm này, điều hòa tự động này. Bản G tất nhiên là phải điều hòa tự động rồi. Đề lổ thông minh này, trên vô lăng thì full option hiện đại có nghe gọi này. Một chút nữa sau bên kia em sẽ quay cái phần trung tâm điều khiển, phần đồng hồ nhá. Họ hỗ trợ trơn trượt đầy đủ rồi, máy eco. Số tự động đẹp 1.5, củ số rích rắc phanh tay các bác này. Củ số này, phanh tay này không có một vết xước luôn, form mới hoàn toàn rồi. Toyota Vios 2020, số tự động đẹp đây các bác ơi. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại đi. Ôi em nhìn em cũng thích cơ. Thật sự là các bác nhìn này, giống như là xe mới luôn, nào điểm đi này. Giống không khác gì xe mới này. Đi quá là ít luôn. Từ nhà đến bệnh viện, rồi lại từ bệnh viện về nhà thì đáng bao nhiêu cây đâu. 540 nhé, ngày hôm nay nói nhỏ này, 540 triệu, số tự động full option hiện đại. Có Toyota Vios 2020 các bác ơi. Nhìn form dáng này, đứng xa để nhìn form dáng này. Quá là đẹp luôn, xuất sắc, và gọi là xuất sắc, xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. 5 chỗ ngồi, số tự động, full option hiện đại, zin đét toàn xe. Gương kính thì liền đời tất tần tật rồi, với vấn đề về liền đời về zin thì bỏ qua đi. Vì cái đấy nó còn không có vết xước như thế này thì rất là zin hết rồi. Xe chuẩn gia đình, xe chuẩn gia đình của một bác ở bên bệnh viện nhé, làm ở bệnh viện đa khoa. Số tự động đẹp đây. Cảm biến phía sau là 4 mắt cảm biến, có cam lùi đầy đủ cho em rồi. Có cam lùi, cảm biến phía sau 4 mắt của form mới nhé, Toyota form mới đây. Đây, mở khoang hành lý lên. À, ở phía sau cốp xe thì bác đấy vẫn còn một cái bạt này. Cái bạt để phủ lắng mưa bên ngoài đấy ạ. Ôi dồi, hắn còn bệnh án này. Phủ bạt bên ngoài này. Cái này là của bác đấy đi thể thao nhá, chơi thể thao. Tất cả những cái bác mà làm bên bệnh viện thì hay có sở thích là hết giờ tan tầm là đi thể thao đúng không ạ? Thì anh ấy để quên, anh cũng điện rồi. Để tí anh mang quay lại anh lấy này. À, lốp sơ cua các bác nhìn này. Tại vì tay em yếu quá, cái này nó nặng đồ quá. Lốp sơ cua dụng dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên. Lốp sơ cua còn nguyên, bút chấm sơn QC từ nhà máy, nguyên bản luôn. Máng nước hai bên này, keo chỉ này. Nhìn mê thật sự các bác ạ. Thảm chống nóng giảm nhiệt này. Nếu như các bác nói rằng em này là 2023 thì cũng đúng thôi. Số tự động mới mua từ hãng ra cũng đúng thôi ạ. Vì nó quá là chất luôn. Bản G, số tự động form đẹp luôn. Form mới các bác nhé, 2020. Giá chào bán là 540 triệu. Lốp lap thì rất là dày. Gương kính tất cả đây, quay cho các bác nhà mình. Zin đét toàn xe luôn. Riêng cái phần này bốn cánh cửa nó là da mềm nhá. Nhìn qua thì tưởng nó là bằng nhựa, nhưng đây là da mềm cao cấp này, với những đường may này. Phần trên này mới là nhựa này. Bốn quả loa to bản, ghế da cao cấp. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh giữ nguyên bản cho em. Quá chất luôn. Phím mở một chạm thông minh cánh trước này. Gương kính liền đời cho em. Em sẽ mở lên cho các bác nhà mình nhìn này. Đề lộ thông minh các bác nhá. Nhấn nhẹ một nhấn thôi. Rồi lọ rồi. Nhấn nhẹ một nhấn thôi. Đèn trần này sáng nhá, hai đèn trần luôn, đèn trước và đèn sau này.
À, củ số phanh tay thì quay rồi. Đây, Octo 2020 đến cuối 2022 là trên gần 35, hơn 25 một chút là chạy được 3,3 vạn. Xe chuẩn gia đình nhá, nói không với tour order vì 2020 xe, các bác nhìn này. Xe vẫn còn treo thẻ ở đây này. Vẫn còn treo thẻ y tế ở đây này. Đấy, đi rất từ nhà đến bệnh viện thôi. Rất là ít, máy eco nha. Hỗ trợ trơn trượt này, tắt bật cảm biến này. À, cánh cửa thì đang báo là em Hương mở cửa phụ đây. Đấy, mở cửa phụ sẽ báo cho mình nhá. Cam hành trình, màn hình cam hành trình có luôn rồi. Tắt máy đi để nghe cho tiếng nó rõ hơn. Và khi các bác ngồi lên xe, mở cửa xe và không cài an toàn nó sẽ báo như vậy nhé. Đó, ok chưa? Tất cả các phím bấm này, trung tâm điều khiển quá là chất luôn. Keo chỉ zin đẹp, tắt bật cảm biến, hỗ trợ trơn trượt. Zin hết toàn xe, 540 triệu. Thật sự em rất là thích dòng xe Toyota. Rất là lành và rất là bền luôn. Đây, các bác nhìn này. Ốc nhái này. Không mất giá, không mất mốt. Mà Toyota thì các bác quan tâm rất là nhiều. Đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Nam đều thích luôn. Dòng xe bền, tiết kiệm nhiên liệu, lành và không mất giá. Đặc biệt là đối với đời 2020 này thì nó lên form mới rồi. Mặt ga lăng nhìn nó khác hoàn toàn luôn rồi các bác nhé. Nhìn nó khác hoàn toàn so với những cái form cũ rồi. Đây, máy số đây. Không rửa dọn gì đâu các bác, không rửa dọn gì đâu. Máy trắng này. Vì bác đấy vừa mới đánh lên phát là em quay luôn. À, Hương ơi giúp anh bán lại anh con xe này để anh lên đòi con Fortuner. Thế là đánh ra quay luôn các bác này, đánh ra quay luôn. Máng nước hai bên đẹp, keo chỉ zin toàn bộ, ốc nhái đây. Các bác nhà mình ơi, còn trần chờ gì ạ? Một chiếc xe Toyota 2020 đẹp như 2023 mà giá chỉ có 540 triệu thôi. Bác nào ở Hải Dương thì book ngay. Bác nào không phải ở Hải Dương, tỉnh khác thì em bao hồ sơ cho. Để lại số điện thoại cho em nhé. Đừng quên số Zalo của em 0354602790 ạ. Form mới các bác ơi, form mới zin cả xe ạ. Toyota Vios 2020 bản G số tự động.